Sếp lúc nào cũng quyết đoán thật đấy, kể cả ở công ty lẫn ở trên giường. Chứ không phải là do cậu giỏi à? Cả sofa lẫn trên giường. Như thế em phải phục vụ nhiệt tình rồi. Hình như là vợ em về. Sao cậu bảo là vợ cậu về ngoại rồi cơ mà? Chưa vào trận đã bắt dừng là sao? Nào. Thôi thì em cũng có biết đâu, được hết cả hứng, biết thế ra khách sạn cho rồi. Sao em về sớm thế? Anh tưởng là em về ngoại à, mai mới lên cơ mà. Để anh xách cho. Tại vì em để quên đồ con ở nhà. Hơn nữa em cũng sợ anh ở mình đang đi sinh. Sao hôm nay anh đi làm về sớm thế? À, anh... Cô là ai? Sao cô lại ở nhà tôi? Anh Cường. Đây là sếp của anh. Sếp á? Sếp anh ở nhà mình làm gì? Cô là một người phụ nữ rất may mắn đấy Trang ạ. Chồng của cô là một người rất có năng lực, làm việc rất tận tâm, tận tụy. Là một người sếp, tôi đánh giá cao anh ấy. Nên tôi muốn anh ấy cống hiến cho tôi thôi mà. Vui nhỉ? Lấy đồ cho chị. Cái gì đấy? Anh đừng nói với em là quần lót nhá. Thế giờ này cô còn không hiểu à? Mọi chuyện nó lồ lộ ra như thế này rồi. Thế để tôi nói thẳng luôn nhá. Tôi ngủ với anh Cường, chồng của cô, cũng những 5-6 lần gì ở trong căn nhà này rồi. Không nhờ. Mà cô yên tâm, tôi không muốn làm tiểu tam cướp chồng của cô đâu nhá. Em yêu, anh xin lỗi vì đã khiến em chứng kiến cái cảnh này. Nhưng mà em phải nghe anh giải thích đã. Trong chuyện này ấy, em không hề thiệt gì cả. Không thiệt à? Ý của anh là sao? Thì em cũng biết rồi đấy. Trong cái thời gian em bầu bì thì anh cũng phải giải quyết nhu cầu chứ. Mà hơn nữa nhá, chị Thương lại là sếp của anh. Chị ấy rất quan tâm, chăm lo anh trong công việc. Chị ấy có thể đề bạt, thăng tiến anh, giúp anh thành công hơn. Anh thành công hơn rồi ấy, thì anh sẽ lo cho em và con có một cuộc sống tốt hơn. Có đúng không nào? Đấy, em xem, em có thiệt gì đâu. Tôi cũng đã nói rồi mà, Trang. Cô là một người phụ nữ rất may mắn đấy. Chồng của cô đẹp trai, chuyên môn cao, biết chiều sếp, lại biết lo cho cô nữa. Tôi thì cũng không có ý định làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình nhà cô đâu. Nhưng mà tôi có điều này muốn khuyên cô là cô nên xem lại vẻ bề ngoài của mình đi nhá. Quần áo thì lôi thôi, đầu tóc thì rối tung rối mù. Cái vẻ bề ngoài của cô như thế này ấy, dễ mất chồng lắm. Nhất là một người đẹp trai như anh Cường ra ngoài đầy nắng theo như thế. Nếu mà muốn cần thay đổi vẻ bề ngoài thì liên hệ với tôi, ok? Kể chuyện với mẹ càng hay, đỡ khỏi giấu giếm gì cô ta nữa. Chị về nhá, hẹn gặp em ở văn phòng. Bọn kia, mày dám coi thường ai hả? Mày dám thiệt, này. Em làm hối tôi được không hả? Cô bỏ tay ra, cô làm gì thế ạ? Đây là sếp của tôi đấy. Từ ghê tởm anh. Anh còn dám nói như thế à? Anh cút đi bảo cùng với cô ta. Anh tránh xa tôi ra. Ôi trời. Trang, Trang. Ôi, chị ơi, chị có sao không ạ? Cậu về, cậu xem lại vợ mình ngay đi nhá. Vợ cậu như thế không giúp cậu thăng tiến trong công việc đâu. Dạ. Đưa tôi về. Em thay mặt cô ấy xin lỗi chị ạ. Mong chị bớt giận để em đưa chị về. Cô ơi, cô có sao không? Trang, là em đúng không? Trang! Anh... Em không nhận ra anh à? Anh là Huy, đối tác công ty cũ của em mà. Đã lâu rồi, chẳng nghe tin tức gì về em cả. Mà em lấy chồng, sinh con rồi à? Em đã thay đổi nhiều như thế này mà anh vẫn nhận ra ạ? Kìa, làm sao mà anh không nhận ra được? Ngày xưa anh còn tán em cả năm trời không đổ cơ mà.
Mà anh mới chuyển về đây đấy. Em ở tầng nào? Em ở 405 ạ. Có duyên quá, anh lại ở 406 này. Mà sao em ngồi đây khóc thế? Em có chuyện gì à? Hay là em bị cướp? Em có đau ở đâu không? Không ạ. Em không sao ạ. Anh cứ mặc kệ em đi ạ. Này, mày là thằng nào? Chúng mày vừa làm cái gì đấy hả? Sao mày dám động vào vợ tao hả? Giữa ban ngày ban mặt thế này, chúng mày dám tình tứ tứ, anh em thân mật ngọt sớt như thế à? Tôi tưởng cô thế nào, hóa ra là cô cắm sừng sau lưng tôi đúng không? Ông ăn chả bà ăn nem đấy à? Thế cô lấy cái tư cách đếch gì mà cô giận dỗi tôi hả? Ờ, đây là bồ của tôi. Tôi cũng có nhu cầu mà. Trang, em vừa nói gì thế hả? Em có đang tỉnh táo không đấy? Em xem lại mình đi. Em vừa sinh xong, xòe xòa xấu xí, em làm như thế mà được à? Em là em xem xét lại bản thân mình ngay đi nhá. Còn cả mày nữa. Mày không thấy nó vừa mới đẻ xong mà mày dám động vào? À không anh ơi. Có sự hiểu nhầm ở đây rồi. Tôi chỉ là mới chuyển về đây thôi, chứ tôi không có bất kỳ một quan hệ bất chính nào với cô ấy cả. Anh đừng nghĩ linh tinh như vậy. Chẳng có hiểu nhầm gì ở đây cả. Chúng ta ly hôn đi. Để anh có thể đường đường chính chính mà đi cùng nhân tình của anh. Tôi cũng sẽ đi với trai của tôi. Anh ấy thành công hơn anh gấp 100 lần. Này, cô đừng nói chuyện kiểu đấy với tôi nhá. Ly hôn với tôi ấy, cô chỉ có chịu thiệt thôi. Một người đàn bà đã có chồng lại còn ấp ngửa con thế này ấy, nó hứng thú với cô ấy thì cũng chỉ là nhất thời thôi. Được rồi, đợi tôi đưa chị Thương về, tôi sẽ quay lại xử lý cô và thằng danh con này sau. Chị ạ, để em đưa chị về nhá. Thằng khốn nạn! Trang này, chuyện kia đấy là sao thế em? Tại sao em lại nói với chồng em là anh với cả em? Em xin lỗi ạ. Tại em mà liên lụy đến anh. Thật ra em sinh con xong có ở bên ngoại một thời gian. Hôm nay em về nhà thì phát hiện là chồng mình đưa sếp về chính ngôi nhà của bọn em để quan hệ. Anh ta nói trong thời gian em bầu bí, anh ta có nhu cầu. Nực cười thật đấy. Anh ta còn nói vì em mà anh ta phải phục vụ sếp. Đúng thật là không đáng bằng đàn ông mà. Chàng này, với cái loại đàn ông như vậy thì em không phải tiếc làm gì đâu. Một người phụ nữ như em xứng đáng có một người đàn ông yêu thương và trân trọng em hơn rất nhiều đấy. Em... Nhưng bây giờ em không còn là Trang của ngày xưa nữa. Từ khi sinh con xong, em nghỉ ở nhà không đi làm. Bây giờ em không có công việc, không có đam mê, không có ước mơ hoài bão gì cả. Chồng em thì xòe xòa, xấu xí, lôi thôi luộm thuộm như thế này. Em không còn là em của ngày xưa nữa. Không, Trang, em đừng nghĩ như thế chứ. Em vẫn là em. Vẻ đẹp của một người phụ nữ đâu chỉ nằm ở vẻ bên ngoài đâu, mà nó còn toát ra từ bên trong tâm hồn, từ nhân cách nữa kia kìa. Nếu như mà em có cần một công việc thì công ty anh vẫn luôn sẵn sàng chào đón em đấy. Em này, em đừng nghĩ là vì anh từng thích em nên anh đối xử với em như vậy. Em là một người phụ nữ giỏi, em có tài nên chắc chắn sẽ giúp cho công ty của anh phát triển mà. Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng hết sức ạ. Yên tâm nhá. Chúc em một ngày tốt lành, luôn nhớ em. Anh Huy. Anh ấy vẫn chu đáo như vậy. Không hiểu tại sao lúc trước mình lại từ chối anh ấy để đến với tên Cường này nữa. Alo, em nghe đây ạ. Dạ vâng, em đang chuẩn bị đi làm rồi ạ. Hôm nay cần phải tiếp đối tác hay sao ạ? Dạ vâng, vậy thì tới công ty em sẽ chuẩn bị tài liệu rồi mang sang phòng làm việc cho anh luôn ạ. Dạ vâng, chào anh.
Phần hợp tác này tuy nhận lại không ít sự lợi ích nhỏ, thế mà chẳng thấy anh trả công em gì cả ấy. Kìa, ở đây là công ty, em được khiến cái khác hiểu nhầm như vậy chứ? Ok á, anh là trai chưa vợ, em cũng là gái chưa chồng. Hay là nhân cơ hội này chúng mình... Dạ em mang hợp đồng. Này, không ai dạy cô là vào phòng phải gõ cửa hả? Đây còn là phòng sếp đấy. Dạ em xin lỗi ạ, em cứ tưởng là anh Huy cần hồ sơ gấp, thế nên em vào vội quá em không gõ cửa. Em thành thật xin lỗi ạ. Nó còn ra ngõ hẹp mà đấy. Hẹn anh lần khác nhá. Nhớ giữ mồm giữ miệng, cô mà bếp xếp gì với anh Huy ý, đừng có trách. Em đừng có hiểu nhầm nhá, cô ấy chỉ là đối tác thôi, chứ không có mối quan hệ gì ở đây đâu. Dạ em đâu có tư cách để hiểu nhầm anh đâu ạ. Anh là sếp, anh muốn có mối quan hệ với ai đấy là quyền của anh ạ. Còn em là nhân viên, em mong là anh sẽ giữ khoảng cách với em. Em không thích mối quan hệ sếp với nhân viên ở nơi công sở đâu ạ. Hợp đồng đây ạ. Em xin phép. Chị Thảo ơi, đi đâu rồi nhỉ? Alo, chị đang ở đâu đấy? Sao để nhà cửa bừa bộn như này? Con tôi đâu rồi? Là chồng chị bảo tôi đưa sóc cho anh ấy. Hai bố con đi làm bất ngờ cho chị mà, nên là tôi về trước. Cái gì cơ? Sao chị lại giao con của tôi cho người khác? Tôi đã dặn chị như thế nào là không được để ai lại gần con tôi cơ mà. Cô đúng là một người mẹ tốt. Đến nhanh đấy. Con tôi đâu? Trả lại con cho tôi. Tại sao anh lại giữ con của tôi? Anh muốn gì? Anh chẳng muốn gì cả. Chỉ là anh tìm gặp em, nhưng mà em không chỉ gặp anh. Cực chẳng đã, anh mới phải bày ra trò này thôi. Có chuyện gì? Anh nói luôn đi. Nhìn em dạo này cũng nhuận sắc đấy. Đúng là gái một con, trông mòn con mắt. Bảo sao ông sếp của em mê em cứ như điếu đổ. Thế mà ngày xưa anh qua lại với sếp của anh thì em lại dè bỉu đòi ly hôn. Em thì cũng có kém gì. Anh im đi. Tôi và anh Huy không phải cái kiểu mối quan hệ dơ bẩn như anh và chị ta đâu. Em nói anh là cái gì cũng được, nói anh sao cũng được, anh xin nhận hết. Nhưng mà anh rất cần sự giúp đỡ của em. Dù gì thì mình cũng từng là vợ chồng, lại còn có với nhau một đứa con nữa. Em không tận tâm đến cái độ thì anh sắp chết mà không cứu đâu nhở. Anh nói thẳng ra đi. Bà thương sếp của anh. À không, sếp cu mới phải chứ. Bà ta đá anh rồi. Mày kiếp, trời chán cho rồi bỏ. Thế nên là bây giờ công ty không có ai nâng đỡ anh cả. Ai cũng coi thường anh, khinh anh như một con chó ấy, nhục không chịu được. Thế là anh lao đầu vào cờ bạc, nợ nần, đến công việc, cả ngôi nhà này này cũng sắp mất rồi. Tự nhiên nhá, hôm nay bà ta lại chủ động liên lạc với anh. Em biết vì sao không? Vì sao? Bà ta thích sếp của em, thích ông Huy ấy. Bà ta sợ là sẽ nói hết bí mật của bà ta ra. Thế là bao nhiêu công sức của bà ta sẽ đổ công đổ bể. Mà bà ta cũng biết là ông Huy đấy rất là thích em. Thế nên nhá, bây giờ em chỉ cần là xin nghỉ việc, rời khỏi thành phố này và cắt đứt liên lạc với tên Huy, thì anh sẽ được phục chức, anh có tiền trả nợ, anh sẽ trả con cho em. Có được không nào? Hả em? Anh đúng là thằng hèn. Anh lại còn mang cả con ra để uy hiếp đe dọa tôi á. Nó cũng là con của anh đấy. Nhưng mà sự nghiệp của anh quan trọng hơn. Thôi, em giúp anh đi nhá. Tại sao tôi phải giúp anh? Cuộc đời của anh tự đi mà lo. Anh đừng có lôi mẹ con tôi vào. Mà cũng lạ thật đấy. Lúc trước chị ta còn kiêu căng, hãnh diện, thừa nhận với tôi mối quan hệ của hai người cơ mà. Sao bây giờ lại muốn giấu như mèo giấu cứt đấy?
Này, mày mà không giúp tao ấy, đừng hòng gặp được con của mày. Anh có tin là tôi sẽ báo công an không? Mặc dù anh là bố ruột đấy, nhưng anh không có quyền đem con ra để uy hiếp tôi đâu. Đủ rồi đấy. Có mỗi con vợ cũ mà không giải quyết được, vô dụng. Con của tôi, trả con cho tôi. Nếu mày còn muốn con của mày được yên ổn ý, hồn hồn cút ra khỏi tầm mắt của tao. Đừng phá hoại chuyện yêu đương của tao nữa. Mà kể cũng lạ, sao gu của anh Huy lại là cái loại gái có một con rồi như mày được nhở? Mày có cái đất gì hơn tao, trong khi tao hơn mày kể từ nhan sắc, địa vị và tiền bạc. Sao anh lại chọn mày? Hay là mày, mày bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh ấy đúng không? Hả? Mày, nếu mày còn muốn gặp lại con của mày thì khôn hồn tránh xa anh ấy ra. Nếu không, tao sẽ cho mẹ con mày sống dở, chết dở đấy. Có muốn thử một chút đau đớn không? Đừng làm bậy với con của tôi, thả ra. Con hay là thằng sếp của mày, mày chọn đi, mày nghĩ đi. Buông ra. Sao anh lại ở đây thế ạ? Ngay từ khi thấy phản ứng của Trang, tôi đã nghi ngờ rồi. Rằng tại sao cô ấy mới quay trở lại làm việc thiếu vẻ quen biết được cô chứ? Và tại sao cô ấy lại có phản ứng hốt hoảng như vậy khi gặp cô? Chính vì thế tôi đã cho điều tra và biết được rằng cô chính là sếp của chồng cô ấy, hay nói cách khác là tình nhân của chồng Trang đấy. Thật ra không phải đâu. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Là em đang giúp đỡ cô. Cô thôi đi. Tất cả những cái trò dơ bẩn của cô tôi đã biết hết rồi. Có phải cô vẫn luôn thắc mắc rằng Trang có gì để so sánh với cô có đúng không? Được, vậy thì để tôi nói cho cô biết nhé. Cô ấy có tấm lòng bao dung, có sự tự trọng. Cô ấy không bất chấp một thủ đoạn nào để có được thứ mình muốn như cô đâu. Cô sẽ chẳng bao giờ có tư cách gì để so sánh với cô ấy đâu. Anh phải tin em. Đúng rồi, là thằng Cương. Tất cả là nó, kế hoạch của nó hết. Em không biết gì hết, không liên quan đến em. Anh, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng là do em quá yêu anh thôi. Em nói thật đấy. Thằng chó, tất cả là tại mày. Mày xui vợ tao ly dị tao, mày còn cướp cả thương của tao nữa. Mày là cái thá gì mà mày dám lấy hết của tao hả? Cô im đi. Cười như cậu không có tư cách để lên tiếng ở đây. Chính cậu là người đã ruồng bỏ vợ của mình cơ mà. Có không giữ, mất được tiền, làm chồng đã không đủ tư cách thì cũng không thể làm cha đâu. Mà tôi cũng không thấy một người cha nào lại mang con mình ra như một công cụ như vậy cả. Còn cô Thương, tôi cũng đã hủy toàn bộ hợp đồng với bên cô rồi. Và từ nay về sau sẽ không có bất kỳ một hợp đồng nào được ký kết giữa hai công ty nữa đâu. Anh không được làm như thế. Anh lấy bất công trả thù riêng. Anh buông ra. Một công ty có một người lãnh đạo không đàng hoàng như cô thì chắc chắn rằng công ty ấy cũng không đàng hoàng và không thể đi tới đâu được. Nhưng đúng là tôi lấy việc công chẳng một việc riêng đấy. Tôi sẽ không cho bất kỳ ai động vào người con gái mà tôi yêu cả. Hai người cứ chờ xem. Anh, em không xứng đâu ạ. Anh làm như vậy sẽ tổn thất rất nhiều cho công ty đấy ạ. Kìa, anh nói em xứng là em xứng rồi. Cho dù em đã ly hôn hay dù có con đi chăng nữa thì em vẫn luôn là người con gái anh yêu. Có con thì đã sao, em vẫn xứng đáng nhận được sự yêu thương và sự vỗ về mà. Em hãy tin em sẽ bù đắp lại toàn bộ hạnh phúc cho em. Mày, gia đình tao đâu có tan nát. Sếp với thằng sếp. Mày cút đi. Mày là cút đi có.